Quy tắc mượn tiền. 1. Mượn 5 triệu thì đến ngày trả phải trả 5 triệu, không phải trả 3 triệu, lần sau đưa thêm 1 triệu, rồi lần sau nữa đưa thêm 1 triệu. Đưa lẻ tẻ như vậy, người ta không xoay sở được những việc khác. Lúc cho vay, đưa một cọc chứ có đưa thành nhiều lần đâu. Lúc khó khăn, có người sẵn lòng cho mượn, người đó gọi là quý nhân. Nếu đã có quý nhân giúp đỡ thì ít nhất đừng làm họ phiền lòng. Mượn nợ phải biết trả. Mượn nhiều trả nhiều, mượn ít trả ít. Đừng có đòi mượn nhiều mà trả ít, rồi mượn ít lại không thèm trả. Đó gọi là không có lòng tự trọng. 2. Mượn đầu tháng, hứa cuối tháng trả thì tới ngày phải trả. Không có tiền kịp thì phải báo cho người ta một tiếng, chứ không phải để qua tháng khác. Đến khi người ta hỏi mới nói là xin trả trễ, xin khất. Đảm vay nợ mà còn kỳ kèo. Vay nợ nhưng đòi chủ nợ, muốn lấy tiền thì phải báo trước một tháng. Lúc bạn vay nợ, người ta có nói với bạn như thế không? 3. Người ta có làm kiếm mấy trăm triệu một tháng, đó là chuyện của người ta. Đừng có nói kiếm mấy trăm triệu một tháng mà có một triệu cũng đòi. Nên nhớ, vay ra vay, cho ra cho, còn đã mượn là phải trả đủ, dù chỉ 1.000 đồng. 4. Mượn nợ là con nợ cũng cần có lòng tự trọng. Đang nợ thì dù có gặp gỡ chủ nợ cũng đừng phớt lờ chuyện mượn nợ. Hãy chủ động nhắc khéo lại việc mình mượn nợ. Không những chứng tỏ mình có lòng tự trọng mà bản thân chủ nợ càng thêm nể. 5. Đã mượn nợ thì bớt khoe mẽ lại. Đừng đăng ảnh chụp hình sống ảo, khoe đi du lịch, mua đồ hàng hiệu, ở nhà sang, mua xe tiền tỷ. Thân đã mang nợ thì đừng ảo tưởng mình có tiền. Trong khi bạn đang ăn chơi thì chủ nợ phải xoay từng đồng. Chủ nợ cũng là con người, họ cũng có tổn thương. Tự biết tiền họ cơ cực kiếm được lại dâng cho kẻ khua mòm múa mép chỉ biết ăn chơi. 6. Lúc mượn tiền mình khóc than, khổ sở, tha thiết. Mượn xong, lúc trả tiền thì mình phải tươi cười mà trả cho người ta, chứ không phải lúc trả vừa than. Gom tiền nhiều chỗ này, chỗ kia cực lắm mới đủ trả đó. Gom ở đâu là chuyện của bạn, còn tiền bạn thiếu thì bạn phải trả, đó là nghĩa vụ. Một lần bất tính, vạn lần bất tinh. Đừng bao giờ quỵt tiền nợ, dù bạn có khó khăn đến mấy đi chăng nữa. Vì như vậy, không những đánh mất lòng tin, đánh mất tình bạn, mà còn tự đặt giá trị bản thân của mình xuống vũng bùn. Tình cảm bạn bè là thứ quý giá. Tìm được người giúp đỡ ta khi ta khó khăn lại càng phải đáng trân trọng. Người ta cho bạn mượn tiền không phải vì người ta thừa tiền, mà là người ta trao cho bạn niềm tin, muốn giúp bạn lúc khó khăn. Còn khi người ta đòi tiền bạn, không phải người ta thiếu tiền, mà là bạn mượn tiền thì bạn có nghĩa vụ phải trả. Vậy mới phải đạo làm người. Khi người ta đòi tiền bạn thì lúc đó bạn đã mất đi chữ tín rồi. Quý vị và các bạn thân mến, xin lưu ý, tiền là của lành, chỉ dành cho người biết sử dụng nó. Còn với người không biết quý trọng nó, không khác gì đưa trứng cho ác. Tóm lại, khi cho người khác vay tiền, bạn hãy thận trọng chọn lọc 3 trường hợp sau đây. 1. Là bạn bè hoặc người thân mà bạn có thể tin tưởng. 2. Là vấn đề rất khẩn cấp. 3. Là khoản tiền đầu tư cho lợi ích của mình, giống như chi phí qua cầu vậy đó. Còn nếu không thuộc 3 trường hợp trên đây, vậy thì cần xem xét lại. Còn nếu bạn không phải là người cho vay, mà là người chuẩn bị đi hỏi vay tiền, mượn tiền, hoặc đang là con nợ, thì nên xem lại video này một lần nữa nhé. Thân mến chào và hẹn gặp lại.